trồng là hơn 3 hecta và đã được chứng nhận hữu cơ là EU và USDA. Các mặt hàng rau hữu cơ trồng chính đó là những cái loại rau ôn đới phù hợp với thời tiết và khí hậu của Đà Lạt. Bên cạnh đó là chi nhánh City Green cũng có thêm một cái ngạch rau nữa, đó là ngạch rau Việt Gáp. Và cái tỷ lệ của rau Việt Gáp hiện nay thì nó chiếm tỷ lệ nhiều hơn đối so với rau hữu cơ. Và cái định hướng của City Green là lấy chất lượng làm đầu và mang cái chất lượng của nó đến với tất cả các khách hàng trên cả nước, và sâu hơn nữa là chúng em mong muốn là đưa cái sản phẩm rau sạch của tỉnh Lâm Đồng đi đến khắp cái các nước khác nữa. Và sau đây em xin giới thiệu cái chương trình tham quan của anh mình. Là trước hết là mình sẽ tham quan cái khu nhà kính bên phía bên này, là cái khu nhà kính trồng và sản xuất rau hữu cơ của CB Green. Thì ở đây là mình có là hơn 3 hecta, nhưng mà tại cái khu vực này thì có khoảng là gần 2 hecta, còn lại mình còn hai cái khu vực nữa là cũng gần ở đây, nhưng mà hiện nay do cái thời gian không cho phép cho nên mình đi khu vực ở đây. Và sau khi mình tham quan cái nhà kính xong á, thì mình sẽ tập trung về cái khu vực trước của phía khu vực sơ chế đóng gói, và em sẽ giới thiệu sơ qua về cách phân biệt tem nhãn hữu cơ và Việt Gáp, để cho là khi mình có ra thị trường mình có gặp nhau mình có cái cách phân biệt được tem nhãn. Và cái khu vực sơ chế đóng gói rau hữu cơ thì hiện nay là tụi em có tổ chức sản xuất ở trên lầu và cái diện tích nó hơi nhỏ, cho nên là sau khi đoàn của mình tham quan xong và phân biệt tem nhãn thì mình tập trung về hướng bên này và mình đi qua hướng bên này là mình có cái khu vực dùng thử nước ép rau hữu cơ, các loại trái cây và rau củ salad mình dùng thử. Và trong cái dùng thử thì nhờ anh bác xác tích cho em là các anh chị nào mà có nhu cầu tham quan cái khu vực sơ chế đóng gói rau hữu cơ thì em sẽ bố trí đi riêng, và một lần như vậy là mình đi cỡ khoảng 7 đến 8 người, tại vì cái diện tích của bên em nó cũng mình sẽ thấy là cái này là diện tích trồng cải xoăn hữu cơ, bên này là bắp cải trái tim, và phía bên này là salad lô lô xanh hữu cơ. Bên farm của CB Green trồng theo cái phương thức cuốn chiếu, có nghĩa là mình trồng cỡ khoảng 20 mặt hàng rau ôn đới và là thu hoạch hàng ngày, cho nên là ngày nào mình cũng có thu hoạch chừng đó loại và thu hoạch mỗi ngày. Cho nên là khi mà đi tham quan vườn thì chúng ta sẽ thấy là cái độ tuổi của cây nó sẽ khác nhau, là mỗi cây nó ở một cái tầng tuổi khác nhau, cho nên là mình thu mỗi ngày đó. Cái bài toán đặt ra cho các bạn kỹ sư là các bạn làm sao cho là mỗi ngày là mình có chừng đó rau và thu hoạch đều. Thì CB Green là có khoảng 10 cái farm giống như vậy. Thì mỗi farm là đều trồng những cái loại rau ôn đới, ví dụ như là bông cải các loại, bông cải xanh, bông cải trắng, bắp cải trái tim, bắp cải tím, cải xoăn, củ dền, cà rốt, salad lô lô xanh. Và cái phương thức trồng cái rau hữu cơ là ở đây là chỉ sử dụng phân bón hữu cơ và các cái chế phẩm sinh học, nhưng mà hiện nay mình thấy là đây là cái mùa nghịch đối với rau rồi, cho nên là về cái rau nó không có được đẹp giống như mùa thuận. Một năm thì Lâm Đồng nó có hai mùa, 6 tháng nắng và 6 tháng mưa, cho nên là đối với cái 6 tháng nắng thì trồng rau nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà bắt đầu bây giờ là mình chuyển mùa, đang là cái thời tiết giao mùa, cho nên các cái loại rau nó sẽ không được đẹp. Và chúng ta di chuyển về hướng bên kia ạ. Các anh chị nào có câu hỏi gì thêm thì báo em ạ. Một đợt thì mình hỏi hàng ngày vậy, mình xuất ra khoảng bao nhiêu ký cho một farm? Cái farm của tụi em thì thu cỡ khoảng 7 đến 10 tấn trên một tháng. 7 đến 10 tấn. Thì hiện nay là mình vẫn không có đủ sản lượng để cung cấp. Sản lượng cung cấp cho cái cải xoăn này là tụi em 45 ngày rồi, tụi em trồng từ lúc trồng 45 ngày rồi. Thì tụi em hữu cơ được cung cấp ở thị trường nào là nhiều chứ? Cái cửa hàng mini mart cao cấp là chính. Phân khúc đó. Trên cơ sở đặt hàng trước thôi. Tụi em có BO. Tổng diện tích 3 hecta. Tụi em mới có hơn 3 hecta thôi. Một tháng chỉ có 7 đến 10 tấn. Dạ đúng rồi. Nó năng suất nó thấp hơn so với hàng Việt Gáp rất là nhiều. Là cái giá thành. Nó làm thì nó cao hơn rồi, nhưng mà quan trọng đặt hàng ha, tự mình làm mình ra. Lương bao nhiêu? Cái này theo chính sách chế độ của tập đoàn chị. Tức là em không nói được. Tức là lương cũng đủ sống cho một người. Đúng rồi. Thì lỗ hay lãi hạch toán đây là lỗ hay lãi? Nói chung thì hiện nay cái chi phí sản xuất rau hữu cơ nó tương đối cao. Trong những năm đầu thì tụi em chưa có lãi. Hạch toán đây là chưa có lãi. Dạ.
Anh quế chúng ta đây, đi nó sáu cái mùa kia. Không chị phải, là bán bây giờ đang là bao nhiêu ấy? Giá của ốc này. Bắp cải thì bán bao nhiêu? Cái bắp cải này tụi em vẫn bán nhưng mà đang bị bệnh. Cái mùa đẹp thì lại không có khách, mùa xấu thì lại cắt xuống. Sử dụng thủ công là chính, thủ công bắt bằng tay là chính, còn mình cũng có phòng bệnh bằng các chế phẩm sinh học hay là những cái đang bị này này nhiều lắm. Cái con này khó trị, nhưng mà cái con này nó có vòng đời của nó, có nghĩa là nó chỉ khoảng mười mấy ngày là nó tự động nó chết. Dạ, ví dụ như chị thấy như thế này nha, tự động nó chết. Dạ, nó ví dụ như nó trắng này là nó chết. Dạ đúng rồi, em không có thu được đâu. Ví dụ như bây giờ ra chỗ kia đứng là mình chụp hình cái nhỉ. Nếu như mà mình đi so với cái vườn của Việt Gáp thì cũng có rất là sống. Đi thẳng Hương ơi. Ký đạm trên 1 hecta. Không, đang nói hữu cơ cơ. Dạ hữu cơ, nhưng mà cái thành phần trong cái phân của anh á là cái tỷ lệ đạm á không quá 170 kg trên 1 hecta trên 1 năm. Cho nên mình bỏ, nhưng mà mình bỏ theo tỷ lệ cũng không được độ đạm nhiều quá. Không, mình cho độ mùn mà. Dạ, mùn thì anh phải phân tích ra cái chất trong cái chất đó. Đúng có rồi, bao nhiêu cái tỷ lệ đạm. Sơ dừa. Dạ. Lá cây, cây cối này. Đúng rồi. Dạ. Cổ nhưng mà cái sơ dừa của anh phải được là hữu cơ mới được. Thì đúng rồi. Dạ, dạ, nó phải hữu cơ. Dạ. Tươi sống không cái mùn. Dạ. Lục bình nhé. Dạ. Ở đây thì như này lúc nào nó cũng kiểu khô hạn, tưới nó không giữ được nước. Anh ơi, cái mùa này á, chứ còn thực tế là anh đi cách đây trước Tết một chút là cái cây này là 300 gram một cây. Ở đây nó không phải là cái cây nó sinh trưởng từ đất mà từ không khí. Nó hấp thụ cái của không khí á. Đó, cho nên cái khí hậu ở đây nó có một cái đặc điểm như vậy. Chứ không phải là anh dinh dưỡng từ đất không. Với cái mùa kia á, cây rất là đẹp. Dạ. Còn mùa này á, thì khi mà mình đi thì cả nhiệt độ trong và ngoài nhà kính nó đều nóng hết, rồi mình thấy cái đất nó khô như thế này. Nhưng mà khi mà mình đi buổi sáng sớm thì mình thấy cái cây nó sẽ khác một chút. Dạ. Còn do là em cũng có chia sẻ là cái vườn này là do tụi em có san ủi mặt bằng, cho nên cái đây là cái tầng dưới hồi đó nó cao hơn tới 1m2 là từ phía trên này đào cao xuống. Dạ. Nhưng mà tụi em đã cải tạo qua cũng 3-4 năm rồi. Dạ. Như vậy là cái đất dưới đây này rất cao. Cho nên là các bạn ấy mới hiện nay là tụi em đang có đổi là đậu này với lại củ dền này, tại vì cái đất này á các bạn ấy trồng những cái loại bắp cải là nó không có năng suất. Em phải đổi qua cái vườn khác là trồng bắp cải. Còn cái vườn này em chỉ trồng một số loại này thôi. Chuẩn bị thu hay sao nhỉ? Dạ. Anh chị thấy cái củ dền thấy nó rất là to và đẹp. Đó, cái củ thì nó lại đẹp. Đó cho nên là các bạn ấy sẽ chọn một số cái loại cây phù hợp với cái đất của mình để trồng. Đây cán bộ Hà Nội. Đây. Sau đây em xin giới thiệu cái cách phân biệt tem nhãn để cho anh chị mình nắm được. Trên tay của em đang cầm đây là một gói xà lách Lolo xanh hữu cơ. Và ở đây là tụi em có tem hữu cơ, có tem CP Green và có chứng nhận đây là USDA, đây là EU. Dạ, nếu như mà trên thị trường mà mình gặp những cái sản phẩm như thế này là sản phẩm hữu cơ đã được chứng nhận EU và USDA. Dạ. Còn đối với sản phẩm Việt Gáp thì tụi em chỉ có là cái tem tròn hoặc là tem Việt Gáp và có thêm một cái phần tem phụ nữa. Thì tất cả các sản phẩm là đều có tem phụ là cái tên của sản phẩm, ngày sản xuất và điều kiện bảo quản. Các anh chị cứ gói có tem phụ. Và đây ạ. À. Và đây là cái tem phụ của sản phẩm. Mấy anh chị mình truyền xuống dưới coi. Thì ở đây là có tên sản phẩm, có ba code, khối lượng, ngày đóng gói. Dạ, có đầy đủ. Dạ. Dạ. Còn đối với sản phẩm Việt Gáp thì tụi em có cái tem như vậy. Dạ. Là có chữ rau củ quả an toàn và có CP Green và có cái số chứng nhận của sản phẩm Việt Gáp. Dạ. Nếu như mà trên các cái sản phẩm nó có cái chứng nhận như vậy thì mình sẽ phân biệt được đâu là sản phẩm hữu cơ, đâu là sản phẩm Việt Gáp.
À, hiện nay thì bên em chưa làm được cả cái quá trình sản xuất. Khi mà mình chết vùng QR code thì nó chỉ là sản phẩm thuộc sản xuất của Farm CB Green thôi ạ. À. Dạ, dạ. Mã này quá mã quét một lần hay là mã? Cái này quét là đâu? Cái này nó chỉ ra farm của bên em thôi. Dạ, chứ nó không có ra được toàn giới thiệu thôi. Dạ, nó không có ra được toàn bộ. Không xem được thông tin. Dạ, không xem được thông tin. Dạ. Còn đây là cái sản phẩm ớt Sweet Palermo thì tụi em cũng có là ở trên này là có cái túi này là có tên của sản phẩm Sweet Palermo, xong rồi bên này là nó có hướng dẫn sử dụng ăn công dụng như thế nào. Ở đây tụi em có tem phụ là khối lượng ngày đóng gói. Dạ, và hướng dẫn bảo quản. Dạ, là tất cả trong cái túi sản phẩm là mình đều có đầy đủ các cái thông tin. Dạ. Nó chỉ ra cái farm của bên em thôi chứ nó không có ra cái cách trồng như thế nào. Dạ. Tại vì cái đó nó tốn cả chi phí nữa nên tụi em chưa có làm được. Dạ. Là 300 g. Còn đối với rau cà chua bi thì mình đóng hộp cũng 300 g. Còn các cái sản phẩm là mình sẽ đóng khay. Dạ. Là mình có là khay xốp, túi với lại hộp nhựa. Khoảng 30 ngàn gì ạ? Là một túi 300 g. Dạ. Nhót gì cà chua. À, lát nữa mình có cái sản phẩm cà chua. Cà chua. Không, lát nữa chỉ cho mấy người thôi, không đủ. Dạ, các anh chị mình còn có câu hỏi gì thêm không ạ? Dạ. Dạ. Mình đi ra. Dạ. Dạ. À, bây giờ mình đi ra sân rồi mình đi qua hướng bên tay trái của mình đó là qua cái khu vực dùng thử sản phẩm hẳn. Sẽ mang qua cái khu vực bên kia cho mát ạ. Dạ, mấy anh chị mình di chuyển theo em giúp ạ. Dạ. À, hiện nay thì em đang bán các siêu thị trong nước và các cái cửa hàng mini mart. Nói thật ra thì cũng có một số cái đối tác đặt vấn đề về xuất khẩu rồi, nhưng mà em chỉ đi theo đường bay. Thế cái này đẹp hơn. Dạ. Nhưng mà Agnes luôn. Cái giá so với Việt Gap thì nó chính khoảng bao nhiêu? Khoảng 3 lần. Gấp 3 lần hả? Dạ, cao hơn khoảng 3 lần. Em có 10 cái như thế này cho nên là khi lúc nãy mình đi là còn ở trên kia nữa. Dạ, dạ. Dạ, rồi các cái khu vực khác nữa. Mỗi cái nhà kính thì mình sẽ có những cái diện tích trồng những cái loại mặt hàng. Dạ. Dân hữu cơ nên là của mình một nhà kính này là bao nhiêu mét vuông? Hoàn thành năm nào đấy? 500.000 mét vuông. Bao nhiêu năm vậy? Cái này gần 10 năm rồi chị. Dạ, mình qua khu vực bên này ạ. Ra cái loại nước ép để mình dùng thử, mình qua hướng bên này ạ. Ở đây là nước ép cải xoăn và dứa. Thì cái cải xoăn lúc nãy mình đi ra là mình thấy là tụi em có ép cải xoăn và dứa. Ở đây là củ dền, chanh dây và táo đỏ. Dạ. Và tất cả là nguyên chất. Dạ. Còn bên này là nước ép ớt Sweet Palermo. Dạ. Ở đây có các ly á. Dạ, em mời mấy anh chị mình dùng thử các cái sản phẩm salad và các cái sản phẩm trái cây. Dạ. Dạ đây ạ, các anh chị mình lấy ly và dùng thử. Xin mời anh chị ra đây dùng thử sau khi mình đã sâu hơi xong. Em chào anh. Dạ, đây là bí thiên nga tụi em dùng để trang trí thôi ạ. Cái này là bí ngô mini. Dạ. Nếu các anh chị có nhu cầu mua hàng tụi em vẫn có mà ở trong xưởng. Giống. Mua giống. Dạ, tụi em không có bán giống, tụi em chỉ bán sản phẩm thôi. Quả này là quả gì? Nhưng mà mua giống của nó. Cái này có công ty giống má, cái này của Sakata. Cái này là bí giọt nước. Ăn thì như thế nào chị sử? Ăn nó giống như bí đỏ và rất là ngon, ngon hơn bí đỏ. Mình nấu bình thường. Dạ, dạ.
Hay nhỉ. Trang trí. Dạ. Không, cái bí giọt nước và bí này là ăn được. Dạ, các anh chị mình dùng thử nước ép và các sản phẩm rau củ quả trái cây của CD rồi đi. Xem là xem cái dạ. Nước ép này có pha. Dạ, nó như thế hả? Tắt rồi, em đi. Tắt rồi. Tắt rồi. Tắt cái này. Tắt rồi, Khánh ạ. Dạ sao đây? Anh à. Và sau khi thu hoạch xong thì anh sẽ chuyển bằng đường cầu thang từ dưới lên đây. Và ở trên này là cái công đoạn sơ chế đóng gói dán tem nhãn. Và thường là buổi sáng là rau hữu cơ tụi em sẽ làm nhiều hơn, sẽ tập trung làm buổi sáng, và buổi chiều là tụi em chuyển xuống làm việc gác. Cho nên là buổi chiều mình lên sẽ còn rất là ít hàng. Còn rau việc gác là ở các farm xa hơn, cho nên buổi sáng mình mới thu, rồi buổi chiều mình bắt đầu mình sơ chế đóng gói. Dạ, cho nên là khi vào buổi sáng và sản phẩm nó tương đối như vậy, nhưng mà về đây là tụi em có sơ chế lại và đây là sản phẩm đã sơ chế. Và sau khi tụi em sơ chế xong thì tụi em sẽ cân và đóng gói và dán tem nhãn. Cái khu vực bên này là khu vực chưa sơ chế và khu vực bên kia là đã sơ chế và đóng gói. Và các sản phẩm sẽ được vận chuyển bằng đường chế đóng gói xong là tụi em sẽ chuyển hàng xuống để các bạn ghi đơn. Là ví dụ như là tụi em sẽ nhận đơn trước vào từ ngày hôm qua. Sau khi có đơn xong là tụi em mới ra cùng thu, chứ tụi em không có thu trước. Thu theo đơn, đơn tới bao nhiêu là cùng thu bấy nhiêu. Cho nên sản phẩm là mình đi trước trong này, không có tụi không. Sau khi thu xong và bắt đầu nữ hoàng. Đây là cái sản phẩm đã sơ chế rồi. Thì sau khi sơ chế rồi thì bên em mới bắt đầu cân, mới quấn. Đây là cái giọt bắt đầu nữ hoàng, bắt ngọt, bắt ăn sống. Dạ, đây. Cái sản phẩm mình ăn ở bên kia đó là cái sản phẩm hoa tuyết. Thì tụi em sẽ đóng gói ra. Và đây là cái sản phẩm mắc nhất của CB Green là khoảng hơn 400.000 một ký. Và tụi em sẽ đóng hộp là khoảng 100g một hộp. Và cái khách hàng cũng như khách hàng khoảng 100g. Và mình bán một đĩa salad giống như cái khu vực mình ăn thử. Cần là khoảng 400.000. Nếu như mà thì sẽ bán lại cho mình khoảng 55.000. Dạ, 55.000 một hộp. Đây còn gọi là kim cương đúng không? Dạ, rau kim cương. Dạ, nói chung là cái hàm lượng dinh dưỡng nó trong lắm. Dạ, ở đây là tụi em sẽ có tem phụ, hết toàn bộ sẽ có tem phụ. Kể cả việc gác và kể cả hữu cơ. Ở đây là tên chính sẽ gồm có chứng nhận, tên, tuổi, địa chỉ, đóng gói, chứng nhận của bên này. Tem phụ sẽ có tên sản phẩm, mã code để siêu thị người ta quét mã vạch. Tại vì quét tính tiền chứ không có phải là ai nhập. Đó, bây giờ là dùng máy quét hết. Và trọng lượng hướng dẫn sử dụng, địa chỉ sản xuất. Khi mình quét cái đó nó thể hiện cái quy trình. Dạ không. Tại sao mà cái tem truy xuất nguồn gốc khác so với là cái tem mà ví dụ như cái QR code đối với các cái sản phẩm thì các là quét là chỉ về fan của bên em thôi, cho nên không bóp xô ra được. Nói thực ra không phải là tụi em không có phần mềm, tụi em làm được hết. Nhưng mà mỗi ngày là mình sẽ nhập lên mình truy xuất, mình làm thường xuyên như vậy, mình phải cập nhật thường xuyên. Còn nếu như mình chỉ cần ngưng là không có lên được. Cho nên hiện nay nó vẫn làm được mà cái chi phí nó nhưng mà khi mà sản phẩm tem nụ cơ mà đã tụi em đã dán tem như thế là tụi em đảm bảo toàn bộ tất cả các quy trình của mình. Tại vì không phải là tụi em cam kết với khách hàng, tụi em cam kết với các tổ chức chứng nhận này. Bất cứ khi nào người ta kiểm tra, nó có dấu hiệu vi phạm người ta xử lý tụi em trước. Cho nên là khi mà cái sản phẩm mình đã cho khách hàng là mình phải đảm bảo.
đúng tay này, dạ, là 100% không có. Còn ví dụ như mình đặt hàng thì các anh sẽ nhận đơn trước, chứ sẽ không nhận đơn trước. Cảm ơn bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé.